Với thông điệp tưởng nhớ người ra đi vì người ở lại, chiều hôm qua ngày 12 tháng 11, tại chùa Long Phước, thành phố Bạc Liêu, trụ sở Ban trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông. Qua đó, kêu gọi sự giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng cùng chung tay xoa dịu những mất mát, đau thương mà gia đình các nạn nhân đã phải trải qua. Thượng tọa cũng kêu gọi tất cả đồng bào Phật tử cùng nhau chấp hành tốt luật an toàn giao thông, đặc biệt là các em thanh niên, thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông vì bình an cho mỗi cá nhân và cho toàn xã hội. Ngay sau đó, Chư Tôn Đức cùng quý lãnh đạo các ban ngành, các cấp đã dâng hương tưởng niệm đến các nạn nhân tai nạn giao thông, cử hành nghi thức trai đàn trần tế, nguyện cầu hương linh nhẹ nhàng siêu thoát, cầu an người hiện tiền được an lạc.